Còn đâu những khi trốn đi, nhìn nhau còn bao lời yêu tình ý, cho đến khi thôi nghĩ suy, ngày mai dù ai rồi sẽ quên, sẽ đi về. Yêu anh đến mấy, thương anh đến mấy, thì cũng mất nhau rồi. Đừng vì con tim nên chắc cứ vô tình. Ngày tháng không cho, cho ta yêu lại. Tình này phải đi, cứ đi, cứ đi, cứ đi, quên gì. Tình này trôi đi, la la. Đừng vội quay lưng, bước đi, bước đi, bước đi xa dần. Đừng vì anh kia làm thêm ngày tháng. Quên lời hứa, mưa vẫn rơi, nước mắt rơi, nhìn nhau ai sẽ đi, sẽ ở lại. Bao nhiêu nỗi nhớ, bao nhiêu di vang, giờ này quá xa mờ. Đừng vội quay đi, quên đi những đêm dài. Ngày tháng xin cho, cho ta níu lại. Tình này phải đi, cứ đi, cứ đi, cứ đi, quên gì. Tình này trôi đi, oh oh. Đừng vội quay lưng, bước đi, bước đi, bước đi xa dần. Đừng vì anh kia làm thêm ngày tháng. Chào cậu. Ông nhớ làm theo lời tôi dặn nghe chưa? Dạ tôi nhớ. Alo, chú Quách hả? Chú có định mua trang trại của tôi không? Sao không thấy trả lời tôi gì hết vậy? Có chứ, tôi đã đặt cọc tiền cho chú rồi còn gì. 5.000 đô của chú sắp mọc rễ rồi đây nè. Nếu cậu không mua thì tôi sẽ bán cho người khác đấy nha. Được rồi, để tôi thu xếp. Một vài bữa nữa tôi sẽ lên gặp chú. Tranh của tôi đã bán hết được chưa chị? Để tôi chuyển thêm. Vẫn chưa hết đâu cậu ơi. Từ bữa giờ á, chưa có bán được bức nào hết á. Tại sao là như vậy? Chị cũng không hiểu sao nữa. Chị cũng sốt ruột không kém gì cậu đâu. Cậu mà ế á thì chị đắc với ai đây? Được rồi, cảm ơn chị.
phòng tranh Galaxy Cỏ Xanh xin nghe ạ. Cho tôi gặp chủ phòng tranh. Dạ, anh chờ một chút. Alo, ai gặp tôi đó? Chào chị, tôi là họa sĩ Hoàng Đại Quách đây. À, xin chào, chị nghe đây. Tôi muốn gửi tranh ở phòng tranh của chị. Rất hân hạnh, khi nào mang tới? Một lát nữa thôi. Ok, chị sẽ đợi em. Cảm ơn chị, chào chị. Chào em. Alo, đại ca hả? Lúc này vắng rồi. Tụi bay hành động đi. Dạ. Đi. Có sao không anh? Mày em. Ông đi xe có lỗi ông. Anh đi xe kìa mày. Mày. Ông mày. 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 Trời. Cái gì mày không à, làm lớn hả? Tôi. Để xe kìa mày. Hả? Sao? Cái gì? Nè. À, sao? Anh. Ở nhà ông cái gì? Được rồi, được rồi. Sao? Mày hả? Sai hả? Mày. Đi xa, lôi ta, lôi ta, lôi ta, lôi ta, lôi ông biết gì rồi, ông đi ra rồi, sai không, ông ra, ông lên được lớn xe tôi còn lại hả, này, anh đi ra, được rồi, anh đi ra, hai anh bình tĩnh đi, có chuyện gì từ từ nói, bình tĩnh đi, thôi thoải mái ông ơi, chuyện nhỏ chút xíu bỏ qua đi, để được cho ta đi nữa kìa, thôi đi kịp mấy ông ơi, chồng ta, coi, chào em. À, chào chị, tôi tới chào tranh. Ủa, em bị sao vậy? Vậy là sao chứ? Sao rồi? Dạ, tiến hành theo kế hoạch thưa anh. Tốt. Đây là dung dịch hỗn hợp đặc biệt, có nồng độ axit thấp. Sau khi ra không khí được vài giờ, sẽ làm phân hủy với những chất mà nó tiếp xúc, nhất là sơn dầu. Tốt. Chào anh, cho tôi kiểm tra hệ thống điện nước và thiết bị báo cháy nha. Điện nước nhà tôi có làm sao đâu. Dạ, mong anh thông cảm, đây là kiểm tra định kỳ của ban quản lý chung cư. Anh vào đi. Dạ. Dạ, ở nhà mình có thay chế A không anh? Anh chờ tôi một chút. Dạ. Các em ơi. Dạ em chào thầy. À, dạ. Thầy tới kìa. Dạ. Dạ. Ừ. Lấy ghế qua. Thầy. Dạ, dạ chào thầy. Thầy. Các em được rồi, các em ngồi xuống đi. Dạ. 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 Kỳ này á thì Thu Trang, Nhã và Hà. Dạ. Các dạ. em đã có sự bứt phá đáng khen. Chính vì vậy các em đã bám sát được top đầu với điểm A trường. Thầy cho các em 9 điểm rưỡi. Wow. Còn Thiên, em đã tụt xuống một bậc xuống top sau. Thầy cho em 9 điểm thôi. Hình như là trong thời gian vừa qua em đã thiếu sự tập trung. Trong top đầu có hai người, đó là Quỳnh và Kiều Thúy. Tuy nhiên
Hoa sẽ cho lưu lại bài được chọn ở phòng truyền thống. Và điểm ưu tiên mà bài được chọn thì chỉ có một, với việc nhân đôi hệ số điểm chuyên môn. Điều này sẽ quyết định một trong hai em ai sẽ là thủ khoa trong năm nay, vì điểm bình quân của hai em đang sắp xỉ nhau. Sau khi đã bàn bạc với hội đồng nghệ thuật của khoa, mọi người thống nhất với nhau đưa ra quyết định. Bài được điểm ưu tiên thuộc về sinh viên có thiên hướng sáng tạo tốt hơn. Đó là bài của Quỳnh. Chúc mừng em. Dạ. Dạ em cảm ơn thầy. Thôi, thầy chào các em. Dạ chào thầy. Dạ. Đúng rồi, đúng rồi, bà giỏi quá, cho tôi một cái lấy hình đi. Bà cho tôi một cái lấy hình đi. Cũng được. Chúc mừng Quỳnh nghe. Cảm ơn ông. Thôi, mình về đi. Mình về đi Thiên. Thôi, về đi. Tối nay trà con hứa với mẹ Thiên là nấu canh khổ qua dùng thịt đó. Đi. Ừ. Ông đưa Trang về đi. Đi Thiên. Đi. Vậy Thiên về. Nè, tôi vui quá à. Tôi chúc mừng bà. Không ngờ con không chỉ xinh đẹp dễ thương mà làm bếp còn khéo léo nữa. Con biết không, cái món mướp trắng đây nè rất tốt cho bệnh tim mạch của bác trai nữa đó. Dạ. Ủa mà sao con biết làm món này hay vậy? Dạ món này cũng đơn giản mà bác. Con cũng chỉ học trên mạng thôi à. Nhưng mà con rất là thích nấu ăn cho nên cũng hay mày mò lắm. Bác rất quý những cô gái biết nấu ăn như con. Con biết không, làm con gái trong tứ đức thì nữ công gia chánh rất là quan trọng. Dạ. Bà nội thằng Thiên ngày xưa kén ghê lắm. Ba thằng Thiên mà dẫn cô nào về bà cũng lắc đầu hết trơn. Vậy mà vừa gặp bác gục liền ngay tại chỗ. Cũng vì bác có cái tài nấu ăn đó. Dạ. Thiên nè. Dạ. Khi nào con mới nghỉ hè? Dạ cũng sắp rồi ba. Lớp con vừa mới tổng kết năm học xong. Kết quả tốt không con? Dạ cũng bình thường. Dạo này bà thấy con xanh xao lắm đó. Con đừng có cố gắng học hành quá sức, coi chừng ngã bệnh đó. Dạ. Nghỉ hè lần này á, con đi nước ngoài du lịch vài bữa đi, cho khuây khỏa đầu óc. Dạ thôi, chắc là mẹ không đồng ý đâu. Con đừng có lo, để bà nói cho. Chúc mừng em. Em cũng không tin là mình được thủ khoa luôn á. Em là một cô gái thông minh, vậy anh không bao giờ bất ngờ gì điều đó. Em á, chỉ thấy tiếc cho Thúy thôi. Thời gian qua Thúy cũng đã cố gắng rất nhiều. Thật ra Thúy xứng đáng được thủ khoa hơn em sau những gì mà Thúy đã cố gắng nỗ lực. Tụi em thân nhau lắm à? Thúy rất là tốt với em. Nhưng mà hình như Thúy đang giận em vì hôm sinh nhật Thúy em đã không tới. Đêm đó em có chuyện mà. Anh nghĩ rồi Thúy sẽ hiểu thôi. À anh, em định khoe với Thúy chuyện của em với anh á. Nhưng mà Thúy đang giận nên chưa nói được gì. Hay là hôm nào mình cùng rủ Thúy đi chơi nha. Anh nghĩ thời điểm này thì chưa nên đâu. Bạn em vừa xảy ra chuyện, mà con gái thì thường có những sự đố kỵ nhất định. Cuộc gặp gỡ này có thể sẽ làm cho tụi em xa cách nhau hơn. Anh nói cũng đúng. Mà nè. Anh có vẻ hiểu tâm lý con gái quá hả? Nói, anh đã yêu bao nhiêu cô rồi? Nhiều quá. Anh không thể nhớ nổi để kể cho em hết được.
đồ Sở Khanh. Anh cười gì? Vậy anh biết, anh có nói thật thì em cũng không tin mà. Nhưng mà em đang hỏi nghiêm túc mà. Anh không được nói dối em như mấy lần trước á. Tình yêu cảm tính thời trai trẻ thì cũng vài người, nhưng tình yêu đích thực thì mới đến có dài hơn thôi. Thiệt không? Mời em. Dạ. Nhà, ủa nhà mình có thấy cha không anh? Mình chờ tới chút. Dạ. Ông muốn chơi tôi à? Được lắm. Vậy thì ta sẽ cùng chơi. Xấu lắm. Cắt như vậy nè. Cái gì? Làm hết hồn, tuột hết cảm xúc rồi. Tuột cái gì mà tuột? Cái ông nội đó làm gì ở tiệm mình vậy? Ông nội nào? Cái ông mà bữa hổm anh cung kính mời vô nhà đó. Thợ mới của tiệm mình. Hả? Ảnh là bậc cao nhân, quý trọng tài năng của anh lắm, mới chịu tới đây làm. Cái gì? Anh kêu ổng tới tiệm mình làm hả? Ừ. Trời ơi, cái người ngộm đen thui, râu ria lõm chởm, thấy ghê à. Khách khứa người ta nhìn tới, ai dám đặt hàng nữa. Nhỏ nhỏ cái miệng thôi. Anh nghe được, anh nghĩ gì sao? Nhỏ cái gì mà nhỏ? Anh đuổi việc ông đó đi. Anh định làm cho cửa tiệm mình phá sản hả? Thôi được rồi, chút nữa anh dẫn anh đi tân trang lại. Đảm bảo em nhìn lại mê liền. Chiêu dụng nhân tài như vậy, về cửa tiệm mình đâu có dễ đâu. Anh muốn làm gì làm đi, em không có chịu ông đó đâu á. Thôi đi ra ngoài giùm cái đi, để tập trung vẽ cái coi. Thank you.
Ủa, anh Thịnh à, anh lại đập hồ sơ nữa hả? Ờ, năm trước đó. Năm nay chắc chắn sẽ đậu thôi. Trời, anh tự tin quá hả? Ờ, tự tin quá. Coi chừng sợ thủ khoa của mình không có dễ đâu nha. Chỉ vậy đó thôi, không thủ thì cũng há thôi. Không tin, đợi con sẽ thấy. Vậy thôi, anh ráng đi nha. Anh Thịnh, xin đi chỗ của mình đó. Một xin cao thủ đó nha. Tổ chức liền được nha. Dạ. Ai, cái anh áo sơ mi đó. Anh ta là sinh viên của khoa của mình đó. Anh ta tên là Phạm Bá Trung. Anh này có lối vẽ rất độc đáo và tính sáng tạo, chắc chắn sẽ là một kỳ tài. Thôi, em về trước nha. Em về trước. Đi anh. Anh đẹp trai vậy, chắc hồi đó có gì cô chết với anh lắm đúng không? À, anh cho tôi bảo mũi được hỏi. Anh từng tốt nghiệp ở trường Đại học Kỹ thuật Thành phố rồi đúng không? Anh hỏi đây làm gì? Nói thiệt với anh là tôi thi vô trường đó 7 lần rồi mà vẫn không đậu, nên định hỏi anh một số kinh nghiệm về thi cử đó mà. Chuyện đó tôi không giúp gì được cho anh đâu. Anh tên gì vậy? Để tôi về tôi biết, tôi báo với anh Loan nó ghi vô bản lương. Phạm Bá Tuấn. Kết quả tốt chứ ông Kiều Phong? Rất tốt. Các chất liệu và vật liệu hoàn toàn tương thích, không có một phản ứng nào xảy ra. Các chất liệu chỉ sau một tuần đã hoàn toàn đông cứng trên mặt vật liệu, tính tương đồng với những tuyệt tác cách đây hàng chục năm, đạt tới 98%. Một sự tuyệt diệu đến ngoạn mục. Sau khi ta có được con át chủ bài, hãy cho sản xuất lô hàng đầu tiên. Quỹ thời gian của ta cũng đã cạn đáy rồi. Con át bích sớm sẽ thuộc về chúng ta, vì tôi đã đốt hết những ván bài khác của nó. Tôi thì không lo các ván bài mà ông đã đốt. Cái mà tôi lo chính là gót chân asin của ông. Vô đây, vô đây, vô đây. Đó, đồ thoải mái, anh cứ lựa. Tôi không cần những thứ này. Tôi mua tặng anh, không có trừ lương đâu. Nhưng mà tôi không nhận. Không lẽ anh mặc mấy bộ đồ cũ như vậy hoài? Mặc vậy á, theo tôi á, thì cũng nhìn mét lắm rồi. Nhưng mà anh mặc đồ mới vô á, nó sảng khoái. Nó mới thúc đẩy những cái tiềm năng tư duy sáng tạo thiên tài của anh chứ. Bà chủ ơi. Dạ. Bà chủ. Con cần gì? Chị lựa cho tôi mấy bộ đồ. Đẹp thiệt là đẹp. Mà đặc biệt nha, thoải mái. Với lại nha, phải có chất nghệ sĩ như tôi vậy nè. Được rồi, vậy mời hai cậu đi theo tôi qua đây. Dạ. Đi, đi, đi. Trời, đi. Anh. Anh nói với cửa hàng Mai Tím á, là nếu như họ muốn lắp 1.200 cái đèn LED thì với mức giá 16 triệu là không làm được, phải giảm đèn đi. Thì bữa anh Thịnh nó 20 triệu. Thì đúng rồi. Mà anh Thịnh nó giảm thêm 20%. Cái gì? Giảm 20% hả? Sao kỳ vậy, làm vậy lời lãi đâu ra? Bà mà nó tới nói lui á, chúng chửi vô trong mặt bà. Thiệt là khùng thiệt chứ. Bực mình dễ sợ. Anh. Hả? Mà anh Thắng đâu rồi? Sao bữa giờ không thấy đi làm? Ờ, nó vẽ ba cái tranh triển lãm cho trường á. Bữa giờ tôi một mình tôi làm gần chết luôn á. Hên là có người mới á, chứ không ấy thì tôi đi luôn rồi.
Anh, tôi đang làm mà bà kêu hoài vậy? Không, kể này nghe. Mà nghe gì á? Em thấy anh lúc này tay nghề khá hơn rồi đó. Có sư phụ chỉ mà, phải khá hơn chứ. Ai? Hả? Ông đừng nói với tôi là ông đó nha. Thấy vậy thôi, chứ cao siêu lắm á. Ông thỉnh mà kiếm được ổng là may mắn lắm á. Chị muốn mua gì cứ xem đi ạ. Chị, cho em coi sợi này đi. Dạ. Cho em coi sợi này. Dạ. Chị cho em lấy cái này. Dạ, chị đợi em chút ạ. Dạ. Loan. Cái gì? Anh vừa phát hiện ra một bí mật cực kỳ là quan trọng. Bí mật gì? Anh ấy đúng là một cao nhân. Ai? Đừng nói với em là ông đó nha. Đúng vậy. Số anh á, may mắn làm sao á, toàn có duyên với những người là vĩ đại. Anh mới vừa tút lại anh ấy, anh nhìn anh còn mê, huống chi là em. Không tin ra ngoài coi thử. Xạo ông ơi. Xạo quá. Không tin ra coi coi. Đó, thấy chưa? Hả? Thấy sao, đẹp trai chưa? Anh mà tút thì đẹp còn phải đâu. Ông đó đó hả? Đó đó. Ố, thấy đẹp trai chưa? Có lẽ anh chỉ có thể coi em là một người bạn. Không được đâu, em cần anh, em cần tình yêu của anh. Giữa chúng ta có quá nhiều sự ngăn cách. Không có sự ngăn cách nào hết. Chỉ có một trở ngại duy nhất là ba em thôi. Em sẽ bất chấp. Nhưng trở ngại đó là quá lớn. Anh không đủ dũng cảm. Anh không thể. Không, em sẽ giúp anh vượt qua. Không có gì là không thể hết. Anh à anh, em yêu anh. Em yêu anh từ lần đầu chúng mình gặp nhau. Em cần anh. Em cần anh hơn bao giờ hết. Anh xin lỗi. Anh à, anh đừng xin lỗi gì hết. Đừng lạnh lùng tàn nhẫn với em như vậy. Em xin anh. Anh xin lỗi, anh có điện thoại. Alo, anh đây. Anh hả, anh có bận gì không? Mình gặp nhau một lát đi. Em có cái này muốn tặng cho anh nè. Anh biết rồi, anh sẽ tới ngay. Anh có việc gấp phải đi luôn. Anh
Tặng cho anh nè, anh mở ra coi đi. Wow, em hay quá, đúng màu anh thích luôn. Đừng có tưởng chỉ có mình anh mới có giác quan thứ 6 nha, em cũng có đó. Em quá siêu luôn. Cảm ơn em, anh rất thích món quà này. Vậy hả? Ủa, cảm ơn chỉ có vậy thôi hả? Vậy hôm nay mấy em có chỗ đầu dơ không? Ghét anh quá, không thèm nữa. Thôi được rồi, anh sẽ làm cho em hết ghét anh. Thì ra là nó. Nói không phải khen anh nha. Sao? Anh vẽ cái gì em không hiểu gì hết. Cái level của mày á, làm sao mà hiểu nổi. Cái level của em cũng giống level của nó, có hiểu đâu. Đó, hai đứa đang dạy nghĩa bức tranh của anh rồi đó. Ủa vậy là sao? Nghĩa là xem một tác phẩm nghệ thuật mà không hiểu biết gì hết trơn á, thì giống như là đàn gãi tai trâu, biết không? Anh vẽ gì ai hiểu. Xem một bức tranh nghệ thuật mà không hiểu gì hết, thôi miễn bàn. Đúng rồi, có bạn cũng không hiểu đâu. Khó, bỏ. Nhiều chuyện vậy đủ chưa? Nghỉ tay ăn cơm. Ờ, để anh ra mời anh Tuấn ăn. Thôi không mượn, ngồi yên đó. Để em. Anh Tuấn, nghỉ tay vô ăn cơm. Cảm ơn, tôi không đói. Không đói không phải ăn chứ, ăn mới có sức làm. Thôi vô ăn đi rồi ra làm tiếp anh. Bản hiệu này phải giao chiều nay, tôi phải làm cho nhanh. Vậy thôi, em đi vô làm ly sinh tố uống đỡ mệt nha. Ủa anh không ăn hả? Cái nhỏ này, hình như ông đó là người lập dị á. Nguyên ngày ông không cười câu nào hết trơn. Hai đứa bay á, có biết ảnh là ai không? Không. Không. Đúng rồi, sao tụi bay biết được? Hai đứa bay là hậu bối. Ảnh á, hồi trước á, ảnh là sinh viên trường mình đó. Ủa trường nào anh? Thì trường mỹ thuật. Ủa đó anh có học hả? Sao, giờ có nghe không? 5 năm liền là thủ khoa của trường mình đó. Vậy đó hả? Ờ. Có cưa bơm không? Không tin á, thì về trường hỏi Phạm Bá Tuân, thầy nào mà không biết. Ồ. Nhưng có điều á, mà không hiểu sao giờ ông thê thảm dữ vậy. Anh Tuân ơi, xin tố tới rồi nè. Hai nhỏ này làm lăng xăng không giống mọi khi. Chắc bà thích ông Tuân chứ gì. Chú nói sao? Tại vì anh nói mấy hôm nữa anh qua thanh toán, nhưng cả tuần rồi có thấy gì đâu. Tôi bán cho người khác rồi,
anh thông cảm nha. Chào anh. Alo. Alo. Dạ, chào anh. Em đến thu tiền điện tháng trước. Gửi anh, cảm ơn anh. Dạ chào anh ạ. Dạ cho em xin thu phí dịch vụ tháng trước. Bao nhiêu? Của anh là 3.265.000. Sao mà nhiều dữ vậy? Dạ mời anh cứ xem hóa đơn ạ. Bao gồm các khoản tiền, tiền xe ô tô và tiền nước, tiền internet, tiền cáp, phí bảo vệ và phí vệ sinh đó anh. Để sao lên thu được không? Hôm nay tôi hết tiền mặt rồi. Dạ được ạ. Vậy mai mốt em lên. Dạ chào anh. Cảm ơn anh. Chào. Mà em chút được tắm chắc miễn phí. Tắm chắc cái đó tao không thích đâu.
Cái gì vậy? Con sợ nó tạt lên nữa. Trời ơi. Sao? Chính xác là trong khu ổ chuột của dân lao động nghèo. Sao một tài năng xuất chúng như vậy lại có thể sống thảm thương vậy ta? Anh ăn uống cực khổ lắm. Ở trong phòng toàn bị gói không à? Bây giờ em mới hiểu tại sao ông ít nói, giống như bị trầm cảm vậy. Không phải đâu. Sao? Ông đói bụng á. Mà ông ít nói vậy chứ ông tốt lắm. Trời ơi, ông làm việc chăm chỉ lắm. Một mình ông làm việc bằng hai đứa em luôn á. Giỏi vậy hả? Ê, anh ơi, anh vẽ nhiều lắm. Anh toàn phát thảo bằng bột màu không? Thiệt không vậy? Dạ. Thiệt. Hai đứa bay á, có nhìn rõ cái bản phát thảo đó không? Em với Long nhìn thấy nè, nguyên một sấp phát thảo vậy vậy nè. Tài sản giá trị nhất trong cái phòng đó là cái sấp phát thảo á. Hai đứa tụi bay á, có nhìn kỹ bản phát thảo đó không? Em nhìn qua cửa sổ em thấy vẽ quá trời luôn, không biết vẽ cái gì. Mà đặc biệt là ảnh xài cái màu lạ độc lắm. Đúng là một con người có nghị lực. Tội nghiệp cho anh ấy. Chắc chắn là anh đã gặp một biến cố nào đó khủng khiếp lắm. Tìm lại con tim, tìm lại ước mơ. Chiều buồn thanh thang, tha hồn theo gió. Nhìn lại yêu thương, nhìn lại bước chân. Còn nhiều ngày thơ, còn nhiều nhung nhớ. Giây ngày ấy thế mới hay mình đã cho đêm từng ngày dài trôi qua. Cười hôm nay để nhẹ lòng khi sớm mai về.